sang vừa đi đua lên cùng với lại đấy, vẫn đáp anh chọn Amagi vào, đánh cực kỳ tỉnh đến từ Zubik và trụ đáp cho mất lửa cái máu. Và bây giờ Zubik đang là người bị xích lại và có sơ đầu đến từ PL và một cái phương vũ lực làm trong tay Amagi đá quát và phá quát của nhau. Và một tình huống đang xảy ra giao tranh bên dưới và một tình huống mà Trang Kinh đang bị quẩy và sốc của người Linh rồi và máu đến Trang Kinh là khá nhiều. Và có lẽ sẽ một tình huống làm xuống đến từ anh chàng Trang Kinh, một tình huống nhất đây của Zubik đáp cho ăn được hai người nhưng mà đã không được. Và như vậy một tình huống đổi mạng của Linh của Trang Kinh rồi, đấy sẽ bị loại ra khỏi cái cuộc pvp và không còn cuộc pvp nữa. Và bây giờ đang cào vào người PL và một tình huống cào chiếc PL luôn, nhấc đến từ Zubik và nhấc Phantom Lan trở lại và một cái mạng nữa làm trong tay của Linh rồi. Bên dưới đang đè đến từ team 1 và bù lại để ở mid. Có vẻ máy bay đang bị Akasa củ hành và máy bay đang củ hành Akasa cắn Naruto lên. Cắn Naruto lên, không cho tóc kép quanh người trở lại và có lẽ là không nhận ở vườn trên rồi. Tiếp trên và Akasa chạy, một tình huống chạy lỗi đến từ Akasa bị trụ đạp chết luôn. Và một tình huống để trụ đạp chết và mạng nó vẫn tính cho máy bay để này. Đó là một tình huống mà đi di chuyển lỗi đến từ Akasa. Và lại X ở bên dưới thì có vẻ như đang nóng máy cháy Buzi và anh đang cố đuổi bằng quá đà, cố đuổi sang Hezo để có thể đánh được. Nên là meta của nó rất là hẹp. Và có lẽ là event sau mình sẽ mở rộng ra một cái meta, nó sẽ là một map 685, một map 688. Và đó là một tình huống xuất hiện đến từ Akasa, thủ thì chết ở Zubik luôn. Và một cái slow nữa đến từ BL và đó là cái double kill dành cho Akasa bên dưới. Bây giờ đến lại X, vâng, đen người để chạy về cái này của 6 đến từ Akasa. Vâng, trận đấu này Akasa chích độc và bắn slow. Vâng, đang rất đau đến từ đáy bên dưới và Sun King tiếp tục làm xuống một tiếng sổ trụ đến từ Sun King và giật vâng trừ đam đến từ Zubik rồi. Và bây giờ vẫn rất có thể sẽ phải làm xuống cung bóng ra và đang cố chạy. Vâng, cung bóng ba cái bóng có lẽ cũng đã làm xuống rồi và đó là một tình huống còn đáp ăn mạng đến từ đội tuyển một cái gọi là Karea gì cả ở biết thì Omagi đảo ra và Akasa sổ thẳng lên. Vâng, tiếp tục thả độc thả lửa các kiểu máy bay trên rồi, máy bay trên rồi nhưng sau đó một tình huống cản người, một tình huống đi đánh đấm trụ. Vâng, đây là một tình huống đấm trụ đến từ Omagi và Akasa là tình huống quay trở lại để thúc ta quay trở lại lên dưới bot và một tình huống nhượng lên đến Zubik. Vâng, tiếp tục là tap vào đầu của anh chàng Sun King. Vâng, đấm Zubik và Zubik chết rồi. Vâng, lại tình huống Terea đến từ Tà Phép lại không thành công. Vâng, đây là thứ hai anh Terea và anh đã chết. Vâng, tiếp tục là làm xuống đến Sun King. Vâng, Sun King có lẽ sẽ làm xuống rồi. Vâng, một tình huống mà Akasa và không kịp tình để Envy và chết luôn điều này. Vâng, trong khi đó là máy bay đã đảo xuống dưới. Vâng, máy bay level 6 và đây là tình huống đảo ra đến Omagi cùng với Akasa. Vâng, Akasa đổ đàm và lượng đàm đến từ Akasa đã chích độc. Vâng, hình như là tăng mắc độc trận đấu này đến từ Akasa thì phải. Vâng, chích độc rất đau, Zubik có dàn hết. Vâng, một tình huống Berlin và đó tình huống nhấc rất nhanh tay đến từ Zubik và có slow đến từ Link và có lẽ Akasa phải trả lại cái mạng của mình rồi. Vâng, bật magic lên và có lẽ sẽ không thể nào cùng đào được của Sun King. Một tình huống sốc rồi và như vậy còn hai bộ màu đến từ Akasa đuổi về thành công. Quay lại thổ ulti không, một tình huống không đủ mana để ulti đến từ anh chàng Akasa. Vâng, Zubik hết dàn hết và đó là tình huống dướn và trụ và hết xăng, một tình huống tăng tốc không thành công đến từ Zubik. Vâng, anh cầm dàn hết, anh định phi trụ để giết cái mạng của Akasa. Vâng, rất đáng tiếc vừa bước vào trụ phạt hết đã dàn hết luôn và không có thể giết được con PL luôn. Vâng, bên trên đang đổi máu, vâng sờ lâu vâng tát, vâng rất đau đến từ đấy và chui vào grab đó một xử lý hay đến từ trận đấy bên dưới và có lẽ là anh chàng PL làm xuống rồi. Vâng, bật được magic và búng bóng ra. Vâng, cả hai team đang có những tình huống xử lý là rất nhây. Vâng, cho bóng chạy cho người chạy đây, cho người chạy đã chết rồi. Một tình huống cho người chạy đến từ PL và PL. Vâng, tiếp tục là cào vào người của Sang Kinh. Vâng, Sang Kinh bật magic rồi. Vâng, những tình huống đánh rất nhạy cảm với hai team. Vâng, chỉ còn một hit rồi. Chỉ còn một hit búng bóng của PL để né được cái đạp đến từ anh chàng Zubik và chết chặt anh chàng anh luôn. Vâng, một tình huống làm xuống đấy. Bây giờ quay ngược trở lại. Vâng, dọc cắt rồi mồm của Sang Kinh. Sang Kinh chết luôn thời điểm này. Vâng, ulti thả ra đến máy bay. Một tình huống đổi người. Vâng, như vậy là Nike ra sân và máy bay vào sân. Vâng, Sang Kinh chết chặt rồi, chạy làm gì nữa. Và như vậy là xả đạp chết rồi anh chàng Amagi luôn. Và trong khi đó bây giờ đã lùi về farm. PL đã phải lùi về và Akasa đã có mặt bên dưới. Chiến sự đang được đổ ra rất gấp thời điểm này. Cả team đang bắt đầu đẩy nhanh đội hình lên và những con đi biết bắt đầu là đảo ra các lane rồi. Máy bay của Akasa cũng đã có mặt bên dưới và Nick rất có thể sẽ bị ăn cắp mạng đến từ nhà Akasa. Solo người Akasa nhưng có lẽ sẽ làm xuống. Có lẽ sẽ phải làm xuống và một tình huống làm xuống đến từ Nick và bây giờ Phantom Lancer rất có thể cũng sẽ làm xuống. Vâng, một tình huống để bóng lại và chạy. Vâng, máy bay đang đuổi một tình huống mà bắt được magic. Một trận đấu magic đó là cái item không thể thiếu. Bên dưới thì Godline đã có trong tay của Akasa và Zubik tiếp tục làm xuống và bây giờ thì đến được anh chàng đánh tham gia cuộc chiến. Vâng, lại X vào tham gia cuộc chiến bị chúng nó củ hành. Vâng, nó quay kia và chui vào grab. Vâng, chui vào grab rồi và không dám đi ra. Vâng, bên dưới là X chui của grab. Vâng, chui của grab đến từ đấy thì đang trong tình trạng của chuẩn bị nhập viện. Vâng, cắn cây không cung đào được rồi và như vậy là một tình huống bị xích. Một tình huống bị bốn thằng đứng bốn góc nó xích một cửa xình và đó là tình huống mất hồi sinh đến Saka.
Vâng, ở dưới bot thì Akasha lại có tiếp cho mình bạn nữa, đó là cái Bison con này. Vâng, tiếp Akasha thì vẫn đang vào, vâng, sốc lên Saki, vâng, cướp skill là rất hay, vâng, sờ lâu đến từ Lick, vâng, như vậy Akasha mất cái Bison con này luôn, vâng, cancel Bison con này là cực kỳ hay, đến từ một đồ support, đến từ đêm 1. Vâng, Zubik cùng Lick xử lý là tuyệt vời, đó là từ xử lý 2 này đến từ Zubik đấy, và cướp được cái sốc đến Saki nhất, anh chàng Akasha thì vẫn đang về, đó là từ sốc hoàn mạng. Một cái X2 đến từ Omagi, vâng, một tình huống mà Omagi chơi theo kiểu tăng một điểm sang rồi. Và đây sẽ là cái nhấc đền, Zubik đang thi đấu rất tốt thời điểm này, vâng, đó chỉ có Lick rất là dễ. Vâng, gặp nhau bên trong và Saki nhường ngay cho quả ulti vào đầu Lick, vâng, sẽ còn một hit, vâng, bật magic thành công và không chết đến từ Lick kìa. Vâng, bên ngoài PL bị một pha solo kill đến từ Zubik, Zubik đã solo kill được anh chàng PL, pha tổng đại sâu chết luôn rồi một combo đến từ Zubik và bây giờ sẽ tình huống đuổi theo. Vâng, có sốc đến từ Zubik và đó là một bài toán lấy mỡ lo tan nó đến từ Zubik rồi. Xử lý là tức cái hay đến từ Zubik trận đấu làng đuổi Daxia, vâng, đi được rồi, Daxia cũng làm được một rồi đấy. Và một cái lốc đến từ Akasha, vâng, lốc đến từ Akasha để cancel Tena, đó cái lốc lên, vâng, lốc lên mất độc không nhỉ, vâng, lốc không mất độc, vâng, đó là một cái lợi thế đến từ Akasha, vâng, cũng độc nó không bị mất bởi cái lốc. Và sao thì cũng làm xuống đến từ Daxia, Daxia làm xuống rồi, vâng, chiếc độc là đeo bấy, vâng, có lẽ là mắc độc, vâng, 60 độc, vâng, tạch không, và không tạch thời điểm này Daxia hồi máu rất nhanh, vâng, trong khi đó Akasha vừa lên để cướp gian của máy bay. Với 4-2-10, với 4-2-10 và bây giờ Sun King là người có mặt. Và một pha lốc để lé dọc kẹt xử lý là tuyệt vời. Và một cái ulti đến Lick không, và Lick không thả ulti, rất có thể anh sẽ chết luôn điều này. Và Lick chết luôn rồi. Và bây giờ đến lượt máy bay thả ulti và một pha Zubik có mặt. Zubik có mặt và Zubik đang định dướng lên để kéo anh chàng Akasha nhưng có lẽ không được, một sốc vào người Sun King luôn. Và tưởng mỗi mình nhà mày có sốc, một bố mày có sốc nhà, và như vậy là có lẽ Omagi cũng sẽ nằm xuống và anh chàng ấy có mặt rồi. Vâng, lại cũng có mặt, vâng, một stun là không xin về. Vâng, bây giờ sẽ một tiếng sổ trụ. Vâng, đợi cũng đang phải sốc, có sốc đến từ anh chàng Zubik tiếp. Và đây là tình huống mà có lẽ chết ngược. Và Akasha đã dình sẵn, và anh đã dình sẵn thằng Zubik. Vâng, một cái slow đến từ anh, vâng, muốn tác anh chàng Omagi. Vâng, máu Omagi là hơi bị nhiều. Vâng, một phi lượng, một hit lượng, một tình huống đen người để lé cái stun là hay đến từ anh chàng Lake. Vâng, một tình huống combat nổ ra rất khô máu. Tỷ số là 16-22 phút thứ 15. Tỷ số là cực kỳ nhiều, và mạng là cực kỳ nhiều, và Akasha rất điên cuồng trong tình huống này. Vâng, và slow để cắt máu lại. Vâng, cắt máu lại, vâng, các bạn phải biết là cái slow của Lake nó sẽ có lúc thêm 50% cắt máu dành cho Lake. Vâng, khi mà slow dùng skill 3 thì cái cắt máu của Lake. Vâng, bên trên, vâng, tình yêu chưa chấm dứt. Vâng, Saka lại bật được cam đáp lên rồi, vẫn tiếp tục búp độc cho cả đáp. Vâng, búp người đang, ô chết kìa, một tình huống xử lý phải gọi là mù mắt đến từ anh chàng Saka. Tình huống mà tắc tay độc bởi vì cả đáp đốt chết. Bị Crab đốt chết và bây giờ tình huống là Zubik đã có mặt. Vâng, lấy skill đó chưa? Vâng, hai thằng đáp lửa vào nhau, cả thằng ba thằng đang gọi là người cháy dữ dội đuổi nhau luôn. Phải nhấc lên nhường mạng cho Daxia rồi. Vâng, không, cái mạng nó vẫn nằm trong tay Zubik. Mặc dù anh đã muốn nhường, anh đã muốn nhường mạng cho cỏ của mình nhưng có lẽ không được. Anh vẫn là người ăn mạng rồi. Vâng, Zubik như vậy là Sun King vẫn đang gọi là đi tìm Nick để giao thông. Một ulti đến từ Sun King dành riêng cho Nick. Vâng, Akasha máu sụp là rất nhanh. Vâng, đó là một kéo trượt đến từ Daxia. Vâng, có lẽ là Daxia sẽ phải chết, Daxia sẽ phải chết. Vâng, này thì búp tốc của tôi lại, cái lốc lên, cancel cái tốc. Vâng, cancel được tốc nhưng lại không cancel được độc. Đó mới là điều lợi thế với một Naver. Vâng, PL có lẽ là 10, vâng, chơi luôn. Vâng, thì muốn gặp co nhau là tát hết. Vâng, búp máu ra không. Vâng, đã biết là đang đánh thằng bóng và đánh thằng thật nữa cơ. Vâng, PL đã có chứng đó là lái, đã có cửa cho nhau của PL thật. Vâng, nó không biết là bóng hay thật. Vâng, đánh bóng cũng đổi máu và Zubik xuất hiện rồi. Vâng, giết mẹ PL rồi, thì muốn chơi người khơi ngu. Vâng, và một cái sốc đến từ Sang Kinh, vâng, cướp sốc của Sang Kinh không, có lẽ là không được. Đó là tiểu thảo ulti, đó là tiểu thảo ulti tuyệt vời đến từ Lick và Akasha chết luôn thời điểm này. Và bây giờ rất có thể là anh chàng Omagi cũng sẽ phải làm xuống, Omagi cũng sẽ phải làm xuống. Và bây giờ tình huống làm xuống nữa của Zubik, Zubik đang bán máu. Và một tình huống 1-2 ăn khoai phải đổi và gặp nhau cùng Sang Kinh bên trên rồi. Và Sang Kinh tự nhiên quay trở lại để làm gì đây? Và một tướng đang muốn chim mồi, vâng, đang muốn kéo PL ra, vâng, EV nhanh, EV được không? Vâng, xem tình huống EV để đáp cũng không được, như vậy là một cái stun rất đầu độc. Và đáng ghét là phải EV sẽ hiện né được cái hit và né được cái slow của Lick, có lẽ là Sun King chưa có. Và đây là tình huống mà máy bay của Lick cũng đã làm xuống rồi, và PL được double kill. Vâng, đây là tình huống mà Sun King muốn quay trở lại để bán mạng của mình để cho con mình lấy mạng. Phan Tấn thắng rồi, và lâu đã chia tay giải đấu trong trận đấu đầu tiên, và có lẽ là nó bị lệch. Vâng, một lần nó cướp lại stun đến từ Saka, quăng lại stun vào đầu Saka luôn. Bây giờ trong tình huống mà bật kéo của Daxia, có kéo được Daxia và Rocket đang bay đến, Rocket đang bay đến, Omagi đang muốn cản. Vâng, một pha đâm lửa đến Omagi và người máy bay, vâng, Saka chết rồi, Saka sẽ mất đi cái ưu trình. Saka sẽ mất đi cái ưu trình, và đằng sau là tình huống combo chuẩn đến từ Saki cùng Akasha, có bay của mẹ luôn cả hai người. Saka không có ưu trình, Saka chết rồi. Bây giờ xem tình huống Daxia cân 3 người, một tình huống Daxia phải cân 3 người. Vâng, một pha búp độc Daxia cực kỳ cứng luôn, một cái về khan.
À không, không phải, một cái van gùa đang chuẩn bị lên cho mình cái bê can thôi. Và Lick có mặt thì đã quá muộn. Đó, một con ban rất đẹp đến từ Sun King cùng Akasa. Và quay trở lại của ulti không. Quả này có ulti thì đẹp. Nhưng đó tình huống mà Lick đang Lick cân đôi. Akasa có mặt rồi, Lick sẽ chết rồi. Lick sẽ chết rồi, nhưng mà trước khi chết anh lấy được mạng của Amagi. Một tình huống Amagi đánh là hơi vội vàng. Vâng, lăn xuống. Đó, tình huống đổi mạng thành công đến từ High Spot. Chuẩn. Vâng, hơi bị chuẩn. Akasa tiếp tục bị săn lấy. Vâng, có Orchid ở đây xem tình huống vẩn. Vâng, nó đang muốn dùng cái cây để backside. Cây bắn xài, bắn áo đen lên, bắn đen người nhanh kịp. Bắn đen được người, bắn tắt luôn anh chàng Sun King. Bắn Sun King rất có thể sẽ làm, Sun King nằm xuống luôn. Và không bật được áo đen đến từ anh chàng đấy. Và anh phải nằm xuống. Bây giờ tôi biết người xuất hiện. Bắn sốc đến kìa. Và đó cứ xử lý cực kỳ hay đến từ anh chàng Rubik. Một con Rubik cần phải có đồ. Con Rubik và như vậy là sốc vào người của Saka. Và bây giờ sẽ tình huống nằm xuống đến Saka rồi. Và hồi sinh, sẽ mất điều chỉnh. Vâng, Rubik có làm cướp cái hồi sinh của đối phương không nhỉ? Có cung cấp được hồi sinh không ta? Vâng, Rubik cung cấp được hồi sinh của Saka không? Một tiếng hồi sinh rồi, bây giờ sẽ tìm cái số lên. Vâng, Rocket sẽ đóng vào đầu. Vâng, Saka chắc chắn là trên. Vâng, có stun đến từ Saka nữa. Chỉ cướp được stun thôi chứ không cướp được hồi sinh không ạ? Từ, em cũng là cần. Vâng, bây giờ gặp nhau cùng với Sun King cùng Amagi rồi. Bắt đen người là rất hay, bắt đen người là cực kỳ kinh luôn. Và tắt của người Amagi. Vâng, bây giờ sẽ tìm muốn solo vào. Vâng, tắt Amagi rất đau, Amagi chết luôn điều này. Và đây là thả bóng, đồng bóng của PL. Và lần này thì PL không né được rồi. Cái phốc lên đó từ anh Chazuic. Vâng, sốc ra ngoài rồi nhưng có lẽ là không được. Và sẽ là cái sốc ngược trở lại. Sẽ là cái sốc mà có đớt, một cái stun đến từ Saka. Bây giờ mới là cái sốc. Vâng, như vậy là cướp được cái EV đến từ anh Sun King. Đấy, cũng xoắn đầu, vẫn thích chơi nhau rồi. Đó là một tình huống lên. Và đó, không có sốc, thời điểm này không có sốc. Và đấy có sốc đến Sun King là chết luôn đấy. Vâng, những cái disable vẫn chặn đầu đến từ Link. Vâng, lốc mà Link được không, mà Link được không, mà Link được thì cũng chết rồi. Vâng, cái góc cắt xử lý vào đầu. Và như vậy Akasa chết, cầm. Vâng, nhồi đam, vâng, máy bay. Máy bay thì không có gì để chạy. Vâng, đó, tình huống nhồi đam không cửa bật đến từ máy bay. Vâng, một con taxi đang rất quẹt thời điểm này. Và đó, tình huống kéo quân xuống. Taxi quá say máu cho tình huống đi đuổi bắt tình yêu với lại chàng Sun King rồi. Và anh sẽ chết thời điểm này rồi. Vâng, bỏ tên ra, bỏ tên ra, định mua cái gì? Định mua Blink à? Định mua cái gì đến từ taxi đây? Vâng, không mua được. Vâng, một tình huống mất cả tên luôn. Tên kia, vâng, có vẻ tin là nhặt. Gặp nhau đến từ Lick, thả ulti. Và đó, tình huống mà không bỏ chết Sun King đến từ Lick luôn. Một tình huống đổi mạng đến từ Lick. Vâng, Lick bị sai lần và không thể làm gì được luôn. Vâng, nhồi đam đến tìm hai cũng cực kỳ là đẹp. Vâng, nói nhồi đam cũng không đơn giản. Đó là một phần Glimmer đến từ anh chàng Rubik chạy. Vâng, bật F và sau đó nhấc về. Vâng, có đổi skill không? Cái F có vẻ nó hơi khó xài. Vâng, một cái Blink. Vâng, đó là một cướp Blink không? Vâng, Orchid rồi đầu. Vâng, một tình huống lòng xuống đến Rubik. Vâng, tắt Akasa, Akasa Blink được rồi. Máy bay chặn đầu và Akasa cần được chết. Vâng, máy bay cầm tháo đi. Máy bay, vâng, như vậy Akasa chết rồi. Và Lai X vẫn đủ sức đứng trong các bạn luôn. PL là người chết trước chứ không phải Lai X. Lai X là người chết sau. Và Lai X là người chết trong cái độc của Akasa. Skill của Rubik nó cần phải tùy tình huống, tùy vào đối phương nữa. Và đó tình huống sốc vào đến Sun King. Vâng, giữ lại mạng đến từ Rubik. Vâng, gần lên một cách và lên luôn. Và BK và lên đến từ anh chàng Daxia. Vâng, nhấc anh chàng Omagi lại. Omagi chết rồi. Omagi sẽ chết. Vâng, vừa đã cướp lại một cái tình huống đó. Vừa đã cướp được một pha stun. Cướp được cái stun đến từ Omagi. Tốt rồi là không có X. Vâng, không có một cái can thì cái stun đến từ Omagi nó không gọi là có tác dụng nhiều. Và đó từ hướng làm xuống Omagi. Và bây giờ Saka mới xuất hiện. Saka không ra tay. Và bây giờ cũng có mặt rồi. Và đây là cái lớp của Akasa. Stun vào người và Akasa có Lee Ken. Vâng, có Lee Ken. Bây giờ quay trở lại. Và Lick thả ulti không? Lick phải thả ulti bạn. Đó là từ hướng thả ulti đến từ Lick. Và Sun King chết luôn. Và trước khi chết anh phải để lại cái gì đó. Và Lick thành công để lại cái ulti của mình. Và bây giờ vâng, ulti của Lick vẫn đang đá kia. Và nó nằm xuống đến Akasa nữa rồi thì phải. Vâng, không phải Akasa người Blink ra ngoài được. Vâng, đây là một tình huống mà thua ngược đến tiền 1 và máy bay đã lặn xuống và một tình huống chém 800 đam đến từ Saka. Và cái hồi sinh vẫn là cái lợi thế đến từ Saka. Vâng, mất con mẹ cả giọng luôn các ông ạ. Đánh nhau dữ dội quá, muốn xét cuối đấy có trong tay của Lai X rồi. Bây giờ Saka có đề sổ và Exosap và một tình huống đen người tăng luôn. Vâng, Saka không có hồi sinh mà sẽ là tình huống solo kill, bỏ đúc thêm một con Queen bên ngoài. Vâng, chui vào người Grab và Saka chết rồi. Vâng, Lai X tắt cực kỳ đau luôn. Mặc dù là có trong người là một cái đề xô đến từ Saka đấy, Lai X vẫn tắt chết được Saka, nó chấp lưng và Akasa bị tình huống IT rồi. IT rồi nhưng lại là tình huống di chuyển. Đó sẽ là tình huống chết. Đó sẽ là tình huống người ta chết đến từ Saka. Vâng, Lai X tắt rất đau luôn. Xìa cái đường búp một cái giáp đến từ Link. Vâng, X2 vào đầu của anh chàng máy bay và một cái Orchid rơi vào đầu máy bay luôn. Vâng, nhấc của anh chàng Rubik lên để cancel phong cung này. Vâng, máy bay vẫn chưa mất bao nhiêu máu cả. Và Omagi chết rồi, Omagi vẫn ăn cả cái dốc cát cùng với là cái ulti đến Link.
Vâng, trong khi đó PL đang bị đuổi. Vâng, nãy tâm cầm cho mình có một set với PL không cửa chạy. Vâng, PL không cửa chạy luôn và chết PL trong thời điểm này. Bây giờ đến được Akasa. Vâng, Akasa sẽ lùi về thành công. Cái đi kèm cho khách là cái dốc cắt đến từ máy bay. Vâng, Daxia còn đang rất cứng và như vậy Akasa nhảy vào. Và một ulti và một sốc đến từ thằng kinh là đẹp. Vâng, Lick vẫn chưa chết một pha búp và bên khác thành công đến từ ai đó. Vâng, một tiếng thảo ulti vào. Vâng, team một vẫn giữ nguyên được đội hình của mình. Lick vẫn chưa làm xuống. Lick vẫn còn. Vâng, một tiếng nhồi đam đến từ Akasa cũng sang kinh là khá lâu. Một con Lick được đủ sự chăm sóc đến từ đội là hơi cứng. Bên khác có trong người. Và đây là thời điểm P thông hai trụ. Vâng, Sarke thì đã P tiếp trụ thứ hai rồi. Đó từ con đổi trụ đến từ hai team và Sarke thành công ăn cái trụ bên trên nữa và như vậy là hòa trụ. Đó là từ con hòa trụ rồi. Và Lách là người xông thẳng với trong. Và ulti đến từ Akasa, đó là từ con ulti của Zubik chứ không phải là Akasa đâu. Đó từ con ulti của Zubik đấy. Từ con cướp được ulti đến từ Zubik. Và bây giờ từ con ulti đến từ Sarke nhảy vào người của máy bay. Máy bay bật BKB lên và quay lại vào xà lan. Vâng, máy bay có BKB nhưng có là máy bay sẽ chết. Máy bay sẽ chết bằng cái nắm tay của Akasa. Vâng, đó thì con thua đến từ team 1. Vâng, Lyx vẫn còn sớm. Đó thì để lại nó cắt lại máu lúc mà hồi sinh lại đầy máu này, vả cho sấp mặt thế này. Càng đầy máu này vả càng đau luôn. Một con diadam, một đắc tác cực giàu nhưng mà lượng máu là một kỳ trâu. Một ba ca máu đến từ con Lyx đấy. Vâng, đắc siêu có một ca chín máu. Với việc của Van Gogh cùng Green Sơn nó quá cứng cho các bạn. Bên trên thì có gặp nhau. Và như vậy Lyx bị tóm, Lyx bị tóm nhưng mà con đắc dồn đam không chết, quay lại vào vả thôi. Vẫn chạy, vẫn đi ông Lyx này. Vâng, sờ lâu lại vào vả. Bật Amlet lên và đó thì muốn vào trụ đến từ đấy mà có vẻ như hết đam người rồi không dám đánh. Và đó thì muốn trụ vào người máy bay. Vâng, đằng sau như vậy là Zubik cắt được ulti và Blink vào đến từ Zubik kia. Và một tiếng gom lại đến là siêu đó thì ulti đến Akasa là cực kỳ đẹp. Vâng, thả ulti đến từ đây cho máy bay và xả đam ra. Và hình như là team 2 thua rồi. Vâng, team 2 thua trong các bạn này. Vâng, tôi nhìn có vẻ là nó không đúng. 1-1 có lẽ là hòa. Vẫn là hòa rồi. Vâng, skill quăng ra là cực kỳ nhiều để vượt qua. Và một cái jump cap từ đầu của Sarke đằng sau. Và một cái ulti nữa đến từ Zubik. Vâng, Zubik cướp được cả ulti đến từ Akasa kìa. Và một cái double kill đến từ Lyx bên trên nó vả được sấp đôi thời điểm này. Và Sarke chạy không nhanh sẽ chết. Vâng, Sarke chạy không nhanh sẽ chết. Và một cái Oshin từ đầu và búa bắt từ đầu Akasa. Này thì Akasa rồi, Akasa nằm xuống và như vậy nó mất hồi sinh. Và nó sẽ mất đi cái Untouchable đến từ đội hình của... À không, Untouchable là dành cho Akasa. Vâng, bây giờ sẽ là số lên. Vâng, Sarke chém rất gắt và sẽ là một cái bức cờ xích dành cho Akasa. Vâng, Akasa đang rất mạnh thời điểm này với một cái hồi sinh trong người. Vâng, Androsan từ lúc nào vậy ta? Một đó từ Androsan thành công đến từ anh Akasa. Và bây giờ sẽ là tiếng cần tìm. Akasa nó cần tất cả những gì đấy và có thể sẽ là sấp đôi luôn đấy. Chạy tách ra và không muốn chiếc cả đôi còn lại thì sẽ làm tiếng sấp đôi. Vâng, quay trở lại và xô vào bên trong. Daxia không có độc, Daxia không có độc và kéo rồi trở về. Và một tiếng Blink kịp thời kìa. Và còn một chấm máu đến từ Akasa vừa về thành công. Và đó là cái Master Kill. Và đó là một cái Master Kill. Lick bật BK lên nhưng mà Sarke chém rất rát. Vâng, Akasa có lẽ phải giữ cái Master Kill của mình. Tỷ số là 44-49. Vâng, trận đấu Akasa đánh cũng rất hay và Zubik trận đấu lại đánh cũng rất sắc nét. Thực sự là những người cầm Mezo đến từ JVC bên nước ngoài họ đánh những con cứng linh động rất là hay. Điển hình là quắc cùng với lại Zubik hay là Invoke. Các con khả năng linh động, Akasa cũng quắc đánh rất hay luôn. Thực sự là như vậy. Vâng, bây giờ thì con sổ tận vào bên trong đến từ đội hình của team 2. Vâng, đang chém anh chàng Daxia. Vâng, có stun đến từ Kè và phốc vào của Sarke. Vâng, này thì phốc ăn ngay stun đến từ anh chàng Zubik. Vâng, sốc vào đến Sarke và Zubik sẽ lại cướp cái sốc đến từ Sarke rồi. Vâng, trong khi đó về được cái trụ bên ngoài rồi. Vâng, team 2 đang quá mệt về đi giết người và không thèm về nhà. Vâng, một cái stun đến từ anh chàng Sarke và tiếp tục sẽ là cái sốc đến Sarke vào đầu. Vâng, một pha sốc ngược trở lại của Sarke và Zubik sẽ lấy được cái sốc rồi. Vâng, sẽ lấy được cái sốc. Vâng, có sốc đến từ anh chàng Zubik và như vậy là mỡ nó vẫn lăn nó rồi và nằm xuống đến Sarke. Vâng, trong khi đó sang đây cũng kéo đủ thời gian để cho team mình ăn được trụ, ăn được Pazak rồi và Lyx có mặt tan chết được Sarke. Vâng, Lyx chạy trong tình huống cuối cùng và chui vào người Crab. Vâng, chui vào người đồng đội mình và chui vào người Daxia. Vâng, Lick bị Oshin rơi vào đầu và như vậy Akasa rất có thể bắn chết Lick và lùi về thành công rồi. Và Zubik là người sốc và cái double kill dành cho Zubik và sang xin lỗi bên trên là một tình huống nằm xuống của ai đó tôi không kịp nhìn luôn. Level đến Sarke. Vâng, tính ra co đến được team 2 vẫn là lợi thế hơn. Vâng, combo của người máy bay sẽ bật BKB kịp. Vâng, một như vậy là Akasa chết luôn và máy bay cũng bị chết luôn sau những hit chém với anh chàng Sarke. Vâng, chém vào người Zubik, phong được bật người lên một cách xong được cũng chết luôn. Vâng, bây giờ sẽ tình huống tạm nhau cùng với Sarke nó bỏ qua lại kia. Sarke nó bỏ qua lại kia. Vâng, một cái ulti đến từ Lick tuyệt vời ông mặt trời đó, tình huống mà can sống được cả sang kinh cùng với lại Sarke luôn.
Vâng, bây giờ có mặt rồi. Vâng, Rubik buyback. Rubik buyback để quay trở lại. Vâng, quất nó anh em. Vâng, đại ca ra rồi. Vâng, Rubik đã có mặt. Vâng, tắt nó là X đầu. Vâng, bên trên PL đang dí vào. PL đang dí vào. Vâng, một tình huống cắt đơn và một cái vâng bố bắt rơi vào đầu của anh chàng Scare. Scare đang cố dướn để chém anh chàng Rubik. Vâng, chém Rubik, vâng Rubik bờ linh ra ngoài và kéo lại đến Daxia. Vâng, Scare không dám đánh đây. Scare đang tránh mũi nhọn lại kia. Bây giờ quay lại chém bị mít rồi, bị mít đến từ Scare là không cửa ăn được lại và đó là tình huống năm số đến Scare. Vâng, bây giờ PL đang cố dí vào Rubik. Vâng, PL chỉ có một cái đi phu rồi, không có nhiều đồ đâu. Cái bố xét cuối bật lên. Vâng, PL phải chạy thời điểm này. Daxia cũng đã có mặt. Vâng, trận đấu này combat phải gọi là mất nhiều lốt bọt quá mấy ông ạ. Của lấy đó là lựa chọn đến từ đội hình của team 2. Vâng, Sang King muốn chọn Lick. Sang King muốn chọn Lick. Nhưng Tây sẽ là tình huống mà bị xích. Vâng, Sang King sẽ chết. Nằm xuống đến Sang King rồi. Và PL chạy không nhanh, PL cũng sẽ chết luôn. Một tình huống nhất nên stun rồi vào đầu. Vâng, solo dưới từ Aichan Lick. Vâng, quăng xem ra. Và bây giờ Aichan PL phải búng bóng để chạy. Vâng, dốc kẹt từ vào đầu của PL. PL chết chặt thời điểm này rồi. Và Lick bây giờ sợ là mọi người bốc phốc lên đến từ đấy. Vâng, lại thì chạy. Vâng, chạy với tôi lại. Một con Phantom Dancer trong tay của Lick chết rất nhanh. Vâng, trong vâng, bắt buộc phải chạy về thời điểm này. Vâng, team 2 đang có tín hiệu thua ngược. Vâng, Scanvy ra rồi. Scanvy chém chết đi luôn xong rồi hit. Vâng, chết luôn. Quan thả ulti quá lỗi đến từ Akasha. Vâng, ulti chỉ được một người với được Clarissa bật lên. Vâng, tắt theo cùng lại kia là anh mất không mất một giọt máu nào khi mà solo cùng với lại con Scan. Vâng, bây giờ sẽ tắt chết Akasha trong hai hit. Bây giờ đến được một tình huống. Vâng, thôi thua rồi. Vâng, Scan không đấu được một con này. Vâng, chém anh mất không mất máu nào luôn. Vâng, what the hell. Vâng, đang cố gắng để đợi cooldown cái lột hàng có lẽ là vô vọng. Đến từ cái giáp băng của Lick nữa, cực kỳ trâu bò với lượng máu 3k của mình. Vâng, Invi đi vào, Scare bị bắt ngay. Vâng, đây sẽ một tình huống tát chết Scare luôn. Một tình huống ulti đến từ máy bay. Vâng, Scare mất hồi sinh rồi. Omagi bị đánh nặng chết luôn. Vâng, một cái ulti đến từ Lick bên ngoài. Lick sẽ tranh thủ cái thời gian hỗn độn bên trong. Vâng, quăng quả ulti vào bên trong. Và như vậy là team 2 thua rồi. Team 2 thua chặt thể máy luôn. Vâng, trong khi đó dốc kẹt rơi vào đầu của anh Scare. Vâng, Invi để chạy. Daxia là người vâng quét đơn đến từ Vick. Rubik có bowling và có lẽ Scare phải tìm Rubik. Vâng, Scare quay lại để chém Rubik. Vâng, Rubik rất tinh và đẹp trai. Như vậy là Rubik đã chạy ra ngoài thành công. Bây giờ thì đến lượt anh chàng Akasha. Vâng, này thì trêu tào này. Như vậy mất hồi sinh và sẽ là tình huống white team. Một tình huống sẽ là white team mà PL vẫn còn mà chưa white team được. Vâng, Akasha có lẽ sẽ chết luôn. Akasha sẽ chết luôn tình huống hồi sinh. Vâng, một tình huống sống lại là chết. Và bây giờ sẽ là tình huống PG trở lại đến từ đội hình team 1. Vâng, nó quá mạnh trong con AX rồi. Phantom Dancer cùng Scare cũng phải gục ngã trước một con chó ngào. Vâng, đó một sự sức mạnh rất đáng sợ luôn. Vâng, người xương không đáng sợ sợ bằng chó xương không ạ. Bây giờ sẽ có tình huống ulti đến Sang King. Vâng, nhảy vào để cancel grab rồi. Và đó sẽ là tình huống phong giả. Vâng, cắt đất đến Rubik là hơi chậm. Vâng, bây giờ không có mặt. Vâng, nó sẽ pha cấu máu. Vâng, nãy thì nó không quan tâm. Vâng, sẽ có tình huống quay thẳng. Vâng, nhấc PL lên và lấy dụng tình huống quấy để cho nãy ăn được nhà. Vâng, Orchid đến từ Lake. Lake sẽ là cái vườn thỏ. Một tên tù cũng đang kinh khủng luôn. Sẽ là cái vườn thỏ đến từ Lake. Và sẽ có một cái clip tam tiếp theo. Vâng, đó là một lợi thế. Bây giờ có lẽ là Lake sẽ là thủ chức đất cân với cả team với 100. Vâng, tắt PL. Vâng, Orchid từ đầu. Vâng, cái phốc với Sang King để cứu đồng đội của mình. Vâng, tắt luôn Sang King thế này. Vâng, Sang King chết. Vâng, bây giờ tình huống mà Lake đã mất những cái đen người rồi. Scare sẽ phải cân. Scare chém Lake chứ không phải là Lake thời điểm này. Vâng, một tình huống hỗn độn nữa. Rất có thể là team 2 sẽ thua. Rất có thể team 2 sẽ thua trong cái tình huống mà loạn chỉ gọi với Clan. Một tình huống ulti của Daxia, ulti của máy bay được quăng ra. Và Omagi lùi về. Một cái X2 vào đầu của Daxia. Scare chạy kìa và như vậy là Lake lại chém chết ai đó. Và tắt chết ai đó thời điểm này. Và Omagi còn hit. Và nó không kèm tắt Omagi luôn. Và bây giờ lùi về. Và tiếp tục sẽ đạt có X2 nhất từ quần đầu của anh Chanx. Và đang sổ và tận hồn nước đến từ đời của team 1. Và đánh rất cục chung. Một tình huống chuỗi tất cả về hồ lượng luôn. Và không cho đẹp nhà. Và đó một đội hình phải gọi là quá mạnh và trâu bò đến từ đời của team 1 luôn. Vâng, không thể cản được cái đội hình này. Vâng, bây giờ cái AV tiếp theo chạy ra đến Scare. Scare chém Lick, Scare lại chém Lick rồi. Vâng, kéo lại đến Daxia. Vâng, tình huống đánh rất tình đoàn đến từ đội hình của team 1. Vâng, Lick vẫn chết rồi. Và đứng ra đến từ anh chàng Akasha. Bây giờ nó có đeo máy bay nằm xuống. Ơ, thua kìa. Vâng, tình huống double kill dành cho Scare. Và anh chàng Akasha quay người trở lại. Vâng, đem người và một con chip vào đầu. Vâng, mất đi kẹn búa bắn. Ôi, vâng, tặng Akasha không cơ bật luôn. Vâng, lại thì leo Lick với tôi à. Vâng, Scare slam vào đầu. Scare phải in vi chạy rồi. Vâng, tình huống phải in vi chạy. Vâng, bây giờ có dám tắt nhau cũng lại không? Vâng, tắt nhau lại bây giờ có lẽ là kể cả nó còn quan tâm. Vâng, gặp Lick bây giờ PL phải gọi là cực kỳ sợ luôn đó. Một quả thả ulti đến từ Lick nó sẽ lẩy vô cùng luôn. Vâng, PL đẻ càng nhiều bóng Lick nó càng thích. Bây giờ nó không cần biết là PL đứng đâu, cứ có bóng PL nó thả ulti vào là nát rồi. Nó bẹt nhà cho nó đen luôn. Vâng, phốc vào đến Omagi với chiêu nhau của con AX là hơi sai đó. Vâng, tắt chết Omagi luôn, cực kỳ nhanh. Vâng,
thì nói sang kinh ra không có đầu ai đó đằng sau, vẫn thua rồi. Trận đấu này thì hai thua rồi, nhưng thời điểm các bác lỗi như thế này là thua rồi đấy. Vẫn nhảy vào Akasha, vẫn thả ulti luôn, chỉ có ulti được hai người. Và PL nhảy vào, nhưng đây sẽ tình huống cờ liếm bóng, không có một tình huống nằm xuống, vẫn ra phép nằm xuống của tôi rồi. Như vậy là Tupic đã nằm xuống. Vâng, trong khi đó còn lại một mình Akasha rồi, một mình Akasha đang phải lùi về. Vâng, tiếp tục giáp cam từ đầu, vẫn Berlin, vẫn giáp diệp cũng có Berlin và tiếp theo. Vâng, đi kèm mất rồi, giáp cam từ đầu của Akasha ngay chỗ đây. Akasha rất có thể sẽ làm một lốc Berlin gần, what the hell, thế sao Berlin lại kiểu đấy. Một tình huống mà chấm dứt nỗi đau, vâng, chém chết được anh chàng Link sau 4 hit. Vâng, Saka chém rất căng, như vậy có Monkey đến từ anh chàng Saka rồi. Lựa chọn Monkey cũng là hợp lý. Vâng, máu sụt của anh chàng máy bay là cực kỳ nhiều. Ui, nghìn máu. Vâng, máy bay sụt máu cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà lại nó tắt Saka, vâng, 3 pha trên. Vâng, nó tắt Saka 3 pha trên đâu ạ. Vâng, máy lên, vâng, chết mẹ luôn. Chết luôn Saka luôn. Không kịp tắt pha nào luôn. Không kịp tắt pha nào luôn đến từ Saka. Vâng, cầm Monkey trong người cũng vậy mà rồi. Vâng, khả năng bung tốc đến từ lại. Vâng, bây giờ sẽ tự sổ vào. Vâng, nó lại tiếp tục tắt một người Omagi. Vâng, pin rồi. Đó, tình huống 1FF đến từ thứ 2, chiến thắng dành cho Lex trong kèo của